Xin chào mọi người. Em Thủy tiếp tục chuyên mục sale ọc bưởi Tết nhé các bác nhé. Chuyên mục sale bưởi Tết giá cực kỳ hấp dẫn, giá cực kỳ rẻ luôn. Chậu 1m2 nhưng mà 1m rưỡi. Chậu 1m2 nhưng mà 1m rưỡi nhé các bác nhé. Có nào đang có nhu cầu mua 1-2 cây bưởi về trưng Tết mà mình gọi là phân khúc bình dân, giá rẻ, thì mình mua cái này cho em ạ. Phân khúc bình dân nhá, phân khúc bình dân cho các bác mà phân khúc ít tiền, năm nay kinh tế khó khăn thì mọi người có thể trưng cái cây này. Cái này khá là nhiều quả đó, cái này khá là nhiều quả nhá. Mọi em bán giá rất là hợp lý luôn, giá hợp lý nhá các bác nhá. Em quay cả hai mặt tán cho mọi người để mọi người ngắm nhá. Hàng đẹp giá bình dân luôn, hàng đẹp giá bình dân nha các bác nhá. Đây là mặt sau của nó, mặt sau của nó thường là mặt này này, mặt này thì đường áp vào tường. Nói chung là nó cũng khá là đẹp. Mặt sau này, quả này, quả nói chung là đủ cho mọi người thoải mái chơi luôn, đủ cho mọi người thoải mái chơi Tết nhá. Còn mặt chính của nó là, chúng ta thường là có mặt chính ở mặt sau mà, thì chủ yếu là trưng cái mặt chính này. Đấy, trưng bưởi chủ yếu là trưng cái mặt chính này nha các bạn nhá. Trưng cái mặt chính này. Thì cây bưởi này em bán cho mọi người, chậu là chậu vuông 1m2 x 1m rưỡi nhá. Chậu vuông 1m2 x 1m rưỡi em thì xả giá 7 triệu đồng giá lên xe tại vườn cho mọi người nhá. 7 triệu đồng giá lên xe nhá. Cây bưởi này em Thủy sale cho mọi người giá 7 triệu đồng giá lên xe. Em Thủy cam kết em Thủy bán giá về rẻ nhất khu vực này luôn. 7 triệu đồng mà chậu 1m2 x 1m rưỡi. Cái chậu này nếu các bác đi nào mà hay trồng hoa cây cảnh ấy, các bác đi mua cái một cái chậu thôi, giá là 3 triệu rồi, hơn 3 triệu luôn. Cái chậu thôi các bác mua ngoài thị trường là hơn 3 triệu rồi mà em Thủy sale cả cây cả chậu này. Mà trên cây là có quả này, em Thủy bán giá chỉ có 7 triệu đồng ạ. Quá là rẻ luôn. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào số điện thoại của em Thủy. Em Thủy để đầu kênh ạ. Số điện thoại là 0969162214 ạ. 0969162214 nhá. Mỗi năm cây này phải hơn chục triệu, mỗi năm cây này nó phải vài, có những cây nó phải vài chục luôn. Em Thủy bán giá là 7 triệu đồng ạ. Em Thủy bán 7 triệu đồng nhá. Mới mua 10 cây hôm nọ xong, cảm ơn bạn Trường Tú. 7 triệu đồng nhá. 7 triệu đồng ạ. Quá là rẻ, em Thủy bán quá rẻ luôn. Và cái cây này nó cũng rất là nhiều quả, rất là đẹp cho mọi người chơi này. Rất là nhiều quả, rất là đẹp luôn. Nhiều quả nhá, đẹp này. Đấy. Anh ưng cái này thì chốt đơn cho em Thủy nhá. Chào chị Thủy nhé, chào bạn Tôi Yêu Việt Nam. Quả ghép đúng rồi, đây là quả ghép ạ. Quả ghép nhá. Đây này, đây là nhà em là quấn quả cho khách này. Quấn quả cho khách này này. Đấy. Ôi ôi, lại một băng bằng cả 3 triệu. Đã nghe phải trả thêm tiền đứng dưới mưa phát like nữa đây này, vét lắm. Vét mà không được cho bo thêm tiền mà lại còn mặc cả 3 triệu. Cái tiếp theo này. Cái tiếp theo nữa các bác nhá. Cái tiếp theo. Cái tiếp theo này. Cây này giá 6 triệu rưỡi. Cây này quả sai hơn cây kia. Một bác mặc cả 3 triệu. Em sale cái này 6 triệu rưỡi thôi. Ngày hôm nay từ sáng em phát like em có bảo với khách ấy là vườn em còn 30 cây. Và đến thời điểm này em bán được 10 cây rồi. Từ buổi sáng từ 7 giờ sáng cho đến tầm này là em đã bán thêm 10 cây rồi. Hiện tại vườn em còn khoảng 20 cây nữa cần sale. Thì cây này hôm qua em vẫn bán 7 triệu rưỡi, đến ngày hôm nay em sale còn 6 triệu rưỡi. Em còn đúng, ở vườn em còn đúng 20 cây thôi. Ship Kiên Giang không chị? Ship Kiên Giang thì có ship nhưng mà bạn mua inbox đi, nhưng mà ship Kiên Giang thì hơi tốn tiền ship. Thật, cái cây của mình 7 triệu với cây của mình 6 triệu. Vào Kiên Giang thì đúng là tiền ship bằng tiền cây rồi. Bằng một cái cây này mà vào đến Kiên Giang các bạn thì đúng là tiền ship bằng tiền cây nhá. Bằng tiền ship bằng tiền cây đấy ạ. Vào đến Kiên Giang là tiền ship bằng tiền cây. Đây. Đợi mình một lát được anh khách gọi. Alo. Em nghe đây. Em sắp xe khoảng cho anh nhé, xong khoảng 6 7 giờ nghe lâu đó. 6 giờ. Được, để em gọi xe luôn nhá. Vâng. Khoảng tính ra là khoảng 6 giờ. Anh khách gọi. Nghệ An là 2 triệu một cây tiền cước các bạn ơi. Cây một cốt này. Cây một cốt này, cây này em sale này.